xin được trân trọng kính mời quý vị cùng đến với mô hình tổ nhân dân vững tiến. Kính thưa quý vị và các bạn, đến với hội thi diễn biến mô hình đầy trung thu huyện Chiêm Hóa năm 2019, tổ nhân dân vững tiến tham gia với hai mô hình. Mô hình dự thi có chủ đề giờ nhạc dân tộc tham gia lễ hội. Mô hình dự diễn biến có chủ đề rồng bay. Kính thưa tập thể quý vị, với các con vật thân quen của trẻ em như voi, thỏ, lợn, chỉ, qua bàn tay khéo léo của tổ nhân dân Vĩnh Tiến đã tạo ra một đội nhạc cho nhạc cụ dân tộc hết sức đội lĩnh và đáng yêu. Qua mô hình, tổ nhân dân Vĩnh Tiến mong muốn nhắn nhủ với các cháu thiếu niên nhi đồng rằng gìn giữ, phát huy và bảo tồn các nhạc cụ truyền thống của nước ta chính là yêu quê hương, yêu đất nước. Với các con vật thân quen của trẻ như đùi voi, thỏ, lợn, khỉ, qua bản tác kéo thấu của nhân dân của Vĩnh Tiến đã tạo ra một đội nhạc cho nhạc cụ dân tộc hết sức nổi bật, đáng yêu. Qua mô hình, tổ nhân dân Vĩnh Tiến mong muốn nhắn nhủ với các cháu thiếu niên nhi đồng rằng gìn giữ, phát huy và bảo tồn các nhạc cụ truyền thống của nước ta chính là tình yêu quê hương, đất nước. Đang tiến vào lễ đài là hai mô hình của tổ nhân dân Vĩnh Tài, mô hình cá chép trong trang và mô hình voi ra trận. Trong đó, mô hình cá chép trong trang được nhân dân tổ Vĩnh Tài lựa chọn tham gia hội thi ngày hôm nay, lấy ý tưởng từ bức tranh cá chép trong trang của dòng tranh dân gian Đông Hùng. Bằng mặt cái khéo léo của nhân dân tổ Vĩnh Tài đã tạo nên một mô hình lung linh màu sắc, mang đậm tính nghệ thuật dân gian Việt Nam. Hình ảnh cá chép tượng trưng cho sức mạnh, thể chất phi thường, ý chí mãnh liệt vượt lên trong cuộc sống.
cảm ơn mô hình của tổ nhân dân Vĩnh Thái. Kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt lên lễ đài để chúng ta cùng đến với mô hình của tổ nhân dân Vĩnh Dạ. Đối với nổi kỳ diễn diễu ngày hôm nay, tổ nhân dân Vĩnh Dạ mang đến cho chúng ta thưởng thức ba mô hình đẹp: mô hình dự thi Ca San, Hắc Hồ và Khuê Văn Cát, mô hình diễn diễu con công và mô hình con ngựa. Ai đã đến thăm khu di tích Phủ Chủ tịch chắc hẳn không thể quên được hình ảnh ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị nơi Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã sống và làm việc. Ngôi nhà không những có ý nghĩa về lịch sử mà còn là một công trình kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, Khuê Văn Cát là một biểu trưng, một nét kiến trúc đẹp của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Hai công trình, hai thời kỳ tuy khác nhau nhưng chứa đựng trong đó là công sức cũng như gửi gắm niềm tin yêu của người dân Việt Nam. Trước mắt quý vị đó chính là mô hình nhà sàn Bác Hồ và Khuê Văn Cát của tổ nhân dân Vĩnh Gia. Tiếp theo sau là hai mô hình diễn diễu con công và mô hình con ngựa. Tổ nhân dân Vĩnh Giang đem đến hội thi mô hình nhà sàn Bác Hồ và Khuê Văn Cát. Còn hai mô hình con công và mô hình con ngựa là hai mô hình diễn diễu tham gia hội thi. Thank you.